Chúng ta được sinh ra làm người trên trái đất này là một cái may mắn lớn. Chúng ta có dịp rong chơi trong cõi địa đàng. Và nếu chúng ta không có biết rong chơi thì đó là một điều rất là uổng phí. Chúng ta có một cái câu thư pháp, nó bắt nguồn từ một cái câu thơ bằng chữ Hán: Kim sanh bất bà di đà niệm, uổng tài nhân gian tẩu nhất tao. Đó là chữ Hán. Khi mà dịch ra tiếng Việt thì tôi đã dịch như thế này: chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp cũng như không. Cái mục đích của mình sinh ra ở trên cõi đời này là để rong chơi, để rong chơi. Và hình như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng thấy được điều đó. Rong chơi là quan trọng nhất. Một chiều đầu thu, nghe đâu ngựa về trốn xa, phải đi chơi mới được. Chúng ta chỉ cần mở mắt và lắng tai là có thể tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống. Chim gió, chim hót, thông reo, hoa nở. Và cái địa đàng, cái thiên đàng của chúng ta có đang có đó, nhưng mà chúng ta đã để cho ai đó đánh cắp mất cái tuổi trẻ của chúng ta, để cho tóc của chúng ta trên đầu đã bạc. Chúng ta đã tiêu phí thời giờ của chúng ta một cách rất là ác oán uổng. Vì vậy cho nên phải thức dậy, phải tập sống những cái ngày còn lại của đời mình một cách sâu sắc. Nếu không thì uổng, chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp cũng như không. Kinh Pháp Cú bằng chữ Hán bắt đầu bằng một câu cũng rất là hay: thức dậy hãy mở lòng hoan hỷ và mỉm miệng cười. Và mình đã có bài kể: thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Chắc là xem pháp nguyện sẽ đánh máy kinh Pháp Cú bản dịch của thầy để cống hiến cho đại chúng tu tập. Kinh rất là hay. Kinh Chiếc Lưới Ái Ân cũng được rút ra từ pháp cú Hán Tạng. Cái năm Đức Bổn Sư 80 tuổi, ngài để hết thời giờ để đi chơi, rong chơi. Ngài đi xuống miền Nam, ngài đi lên miền Bắc, ngài đi khắp nơi. Và đi tới đâu thì ngài cũng hưởng cái phong cảnh, cái địa lý ở đó. Ngài đi chơi nhưng mà ngài cũng đi hoằng hóa. Đi hoằng hóa nhưng mà cũng là đi chơi. Ngài không có bỏ phí thời giờ của ngài. Ngài biết rằng thời giờ của ngài còn ít, cho nên
Ngài trân quý những cái giây phút còn lại của đời mình, và có thể nói là những năm chót của Đức Thế Tôn là rong chơi rất nhiều. Vua Tần Bà Sa La, vua Ba Tư Nặc, cũng là sinh một năm với Ngài, năm đó cũng 80 tuổi, và thấy buộc đi chơi quá, vua cũng nổi hứng đi chơi luôn. Thấy buộc đi chơi với các thầy, vua cũng đem theo một số tùy tùng đi chơi ở trong vương quốc. Đó là hai người bạn thiết, một người là Pháp Vương, một người là Quốc Vương. Và buộc đi với các thầy, còn vua đi với một vài tùy tùng. Và hai người trong khi mà đi chơi như vậy có cơ hội gặp nhau, và đó là buổi gặp gỡ cuối cùng giữa hai người bạn thiết. Và kinh điển đã ghi lại cái buổi gặp gỡ đó rất là hay, ở trong cái kinh gọi là Pháp Trang Nghiêm Kinh. Nếu quý vị chưa học, chưa đọc kinh đó thì nên đọc Pháp Trang Nghiêm Kinh. Trong đó vua Ba Tư Nặc ca ngợi Đức Thế Tôn trước mặt thầy A Nan. Thiền hành là một cái pháp môn thực tập rất quan trọng của Lặng Mai. Thiền hành là đi từng bước chân cho có an lạc, cho có thánh thơi. Thiền hành là một cái sự thực tập rong chơi. Chúng ta thường đi như bị ma đuổi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta không thưởng thức được những cái bước chân của chúng ta. Cho nên chúng ta mới thực tập thiền hành để học làm thế nào để thưởng thức được từng bước chân. Khi mà quý vị uống một ly trà, thì quý vị có thể trân quý cái chén trà, nâng niu cái chén trà và hớp từng ngụm trà với tất cả cái hạnh phúc của mình. Những người không biết uống trà, uống ừng ực, uống như uống Coca-Cola. Còn những người biết uống trà thì uống từng ngụm nhỏ, ngậm mà nghe cái chất trà nuốt xuống rất là ngọt. Và cổ nhân đã có những chén trà rất là nhỏ, và nâng cái chén trà nhỏ đó uống, trong đó có tình huynh đệ, có sự tỉnh thức, có cái tự do, có an lạc. Một chén trà như vậy nó làm tỉnh người, nó đem lại hạnh phúc rất là nhiều. Cho nên trong cái truyền thống chúng ta mới có cái sự thực tập thiền trà. Thiền trà tức là tập uống trà như vậy. Chỉ cần một chén trà thôi là đem tới hạnh phúc rất là nhiều, tình vấn đề rất là nhiều. Mà có khi cả giờ đồng hồ chỉ cần uống một chén trà thôi. Còn uống ừng ực như vậy gọi là ngưu ấm, tức là bỏ uống.
Khi chúng ta uống trà như vậy, mà khi mà chúng ta ăn cơm cũng vậy. Chúng ta thưởng thức từng miếng cơm, chúng ta ăn nhẹ nhàng, thong thả. Thưởng thức hương vị từng lá rau thơm, từng miếng tổ hủ. Ăn như thế nào để có hạnh phúc, có tự do. Cách chúng ta ăn nó rất là khác với cách những cái con lợn nó ăn ở trong chuồng của nó. Chúng ta ý thức từng từng cọng rau, từng miếng đậu hũ, từng lá rau. Chúng ta ăn cơm như thế nào để có an lạc, có thoải mái, có thảnh thơi, có tình hình đề. Một ngày hai lần, ba lần chúng ta có cơ hội thực tập như vậy. Ngồi và ăn cơm với nhau là một sự thực tập. Chúng ta không có ăn hối hả cho mau xong. Chúng ta cho ăn là một sự thực tập. Và ăn cơm như thế nào để có hạnh phúc, đó là sự thật của chúng ta. Và đó cũng là rong chơi. Cũng như khi mình có một cái kem, một cái ly kem, một cái ice cream, thì mình phải ăn như thế nào để cho từng muỗng kem á, nó đem lại cái sự thích thú, sự an lạc. Bên Pháp á, có khi họ quảng cáo yogurt như thế này. Cái yogurt này ngon lắm, ăn chậm chậm để cho nó được lâu dài. Măng sla đút măng một cái sạt đuôi lông tông. Eat it slowly so that it can last longer. Thì kiếp người cũng vậy. Phải sống cho từ tốn, phải ngậm mà nghe, phải thưởng thức từng giây, từng phút một. Mỗi giây phút mà cuộc đời cho ta để sống, chúng ta phải trân quý, chúng ta phải sống cho sâu sắc, sống cho thảnh thơi. Mà muốn như vậy thì phải học, phải nương vào tâm thân, phải học từ từ mới làm được. Nếu không thì mình phí một cái đời của mình. Có ai ăn cắp tuổi trẻ của mình đâu. Chính mình bỏ phí tuổi trẻ của mình. Tại mình không biết sống, mình không biết trân quý. Bây giờ tóc mình bạc rồi. Sư giả của thiền đình đã tới, đã báo. Cái màu trắng trên đầu mình là một tiếng chuông chánh niệm. Nếu mình tiếp tục như vậy thì rất mau. Hình hài này tan rã rất mau. Cuộc đời này kết thúc rất là mau. Cho nên phải tỉnh dậy. Và phải học sống thế nào để sau này mình đừng tiếc nuối. Sống như thế nào để mỗi giây phút của được sống hàng ngày nó trở thành một cái huyền thoại cho con cháu mình. Và tổ tiên ngày xưa đã sống được như vậy. Bây giờ mình phải sống được như vậy. Trong khóa tu dành cho những người nói tiếng Đức vừa rồi đó, thiền sinh rất là hạnh phúc. Họ rất là trân quý thiền hành. Và khi thấy thầy hai tay cầm
tay hai em bé mà đi ở trong ở trên cỏ xanh với những bông hoa vàng tím, họ thấy rõ được đây là địa đàng, đây là vườn địa đàng, đây là vườn, đây là thiên đàng, không cần đâu nữa. Và mỗi bước chân đó là một cái lạc thú. Mình thưởng thức từng bước chân một, cũng giống như mình thưởng thức từng ngụm trà hay thưởng thức từng cái thìa kem. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây. Đi như thế nào để mỗi bước chân là một cái hoang lạc, một cái hạnh phúc. Vì vậy cho nên pháp môn của Làng Mai là đi không có nói chuyện. Đi mà nói chuyện thì đâu còn, cũng như là vừa ăn và nói chuyện thì đâu còn thưởng thức được cái thức ăn nữa. Và đi nói chuyện là không thưởng thức được cái bước chân. Trong đại chúng có những người đi được như vậy, có những người thưởng thức được từng bước chân, những người đó không đánh mất cái địa đàng của mình, không đánh mất cái thiên đàng của mình, không đánh mất tuổi trẻ của mình. Và khi mà thầy thấy một người đệ tử đi như vậy, thầy rất là hạnh phúc. Thầy nói người này có thể tiếp nối được mình, người này có thể tiếp nối được Bụt. Bằng cách đi những bước chân như vậy, mình tiếp nối được sự nghiệp của Bụt, mình tiếp nối được sự nghiệp của chư tổ, mình tiếp nối được sự nghiệp của thầy. Chúng ta có cái thói quen, cái tập khí đánh mất chúng ta. Chúng ta vừa mới nghe hướng dẫn thiền đi, hướng dẫn im lặng. Nghe xong thì đi ra chúng ta nói chuyện vang vang lên và đánh mất bước chân liền lập tức. Các thầy, các sư cô có mặt trong khóa tu cho những người nói tiếng Đức là số lượng trên 140 vị. Các thầy, các sư cô đã đem hết tấm lòng ra để tổ chức cho khóa tu. Và khi mà các thầy, các sư cô thấy những người Đức họ tu tập mà có hạnh phúc và chuyển hóa, các thầy, các sư cô rất là hạnh phúc. Cái hạnh phúc mình cầu mong cho người ta nó trở thành hiện thực, và mình cầu mong hạnh phúc cho mình. Nhưng mà khi người ta thấy hạnh phúc như vậy, thấy người ta hạnh phúc như vậy, thì tự nhiên cái hạnh phúc của mình nó rất lớn. Cái mình cho so với cái mình nhận rất là nhiều. Các thầy, các sư cô, các Phật tử cư sĩ ở đây làm việc rất là cần mẫn để phục vụ cho khóa tu, bao nhiêu tình thương. Nhưng mà đã được đền bù lại một cách rất là xứng đáng. Quý vị đã nấu ăn, đã dọn dẹp, đã quét tước, đã đổ rác, đã làm đủ mọi thứ với tình thương. Mà chỉ cần cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái nụ cười, sự chuyển hóa của những người thiện sinh là để mình được đền bù rất là xứng đáng. Một khóa tu mà có nhiều người thực tập giỏi tham dự, khóa tu đó dễ thành công. Đó là cái vốn. Tại vì người thiền sinh mới tới
nhìn sang bên trái, thấy một người đi rất là chánh niệm. Nhìn sang bên phải, thấy một người khác cũng đi rất là chánh niệm, thảnh thơi an lạc. Nhìn phía trước, thấy một người đi có chánh niệm, thảnh thơi an lạc. Nhìn lại phía sau, cũng có người đi từng bước thảnh thơi an lạc. Thì như vậy cái hoàn cảnh đó, trong hoàn cảnh đó mình chỉ có thể đi tới thôi, mình không thể nào đi lui được. Và do đó khi mình tham dự một khóa tu thì mình phải đóng góp cái phần của mình vào cho khóa tu bằng cái sự thực tập của mình. Mình phải thưởng thức từng cái giây phút của khóa tu, mình phải biết thưởng thức từng hơi thở, thưởng thức từng bước chân, thưởng thức từng nụ cười. Và đó là sự cống hiến của mình cho chính bản thân và cho tất cả những người khác ở trong khóa tu. Thầy Pháp Ấn có kể lại câu chuyện vị linh mục, vị cha xứ ở đây. Vì đó tới đây rất là làm ấn tượng, là tại vì thấy Phật tử của mình đông như vậy mà rất im lặng, rất chăm chú. Khi nghe giảng thì nghe hết lòng, khi pháp đàm hết lòng, khi ăn cơm rất là im lặng. Và vì đó rất là mong là con chiên ở trong cái giáo xứ của vị đó cũng làm được như vậy. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đã giỏi. Chúng ta có thể làm hay hơn nhiều lắm. Chúng ta có thể đi thiền hành hay hơn. Chúng ta có thể hành trì phương pháp theo dõi hơi thở hay hơn. Chúng ta có thể sử dụng ái ngữ hay hơn. Chúng ta có thể thực tập im lặng hùng tráng hay hơn nữa. Và mình phải công nhận những người đức tham dự khóa rồi đã tụ tập hết lòng. Họ tụ tập hết lòng, một phần họ được các thầy, các sư cô và các Phật tử, cư sĩ ở đây yểm trợ. Một phần là tại vì họ trân quý cái thời giờ mà họ có được để tụ tập với mình trong 5 ngày.